dậy thôi, ngày thứ 26. Nào, nhanh lên, dậy dậy dậy. Cấu. Đi, gấu dậy đi. Bố đi vệ sinh đi con. Bố mẹ em đợi ở ngoài chỗ để ở nha. Tôi kéo cái áo nó phải mắc ở quần ra con, đằng sau ấy. Dạo bước nhanh lên một chút nữa. We'll be right back.
kích hoạt được trạng thái chạy à? Ok, nốt vòng này rồi kích hoạt. Hai lần đi, hai lần đi, hai lần tập hai lần chuột.
hi hữu lắm, nghe chưa? Rất hi hữu, con cứ thử mà xem. Sợ gì con? Nhanh lên. Tập được tí xa nào chưa con? Hả? Tập được tí xa nào chưa? Đi lại một tí đã con ơi, đi lại vòng tròn này đi. Cái chỗ mà người chết đó ai ấy. Ừ. Cái lúc này là có chồng cái lúc này. Thế à? Không thấy không ai để lại bút sân thôi. Kết thúc ngày thứ 26. Khá là tối. Một.